Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi như các bạn. Kỹ năng nói về toán lớp 5 tìm x. Đây là những cái bài toán tìm x cơ bản nha các bạn, cơ bản thôi chứ không có phức tạp gì hết, mà liên quan về số thập phân, số thập phân được chưa? Thì bước đầu tiên để giải được toán tìm x lớp 5, các bạn nhớ giúp mình, thứ nhất đó là các bạn phải nhớ đến công thức liên quan về phép cộng nè. Ví dụ phép cộng ở đó có số hạng và tổng. Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng ta biết, được chưa? Về phép trừ thì các bạn phải nhớ số bị trừ, số trừ và hiệu. Muốn tìm số bị trừ thì các bạn làm cái gì, muốn tìm số trừ thì bạn phải làm gì. Tiếp theo đó là phép nhân. Phép nhân thì có thừa số và tích. Vậy muốn tìm thừa số thì ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Phép chia thì các bạn phải nhớ đến số bị chia, số chia và thương. Nếu bạn nào cao hơn thì các bạn sẽ học tới phép chia có dư, thì các bạn phải nhớ số bị chia, số chia, thương và số dư, được chưa? Đó là những cái công thức cơ bản để các bạn giải được toán tìm x. Tiếp theo là các bạn phải nhớ đây là dạng toán tìm x, thì nếu là phép tính thì các bạn làm trong ngoặc nè, xong rồi tới nhân chia, rồi tới cộng trừ. Còn đối với tìm x thì các bạn làm ngược lại, làm từ ngoài vào trong, được chưa? Phép tính thì làm từ trong ra ngoài, còn tìm x làm từ ngoài vào trong. Rồi ở đây các bạn thấy nè, 7/2 chia cho 2/4 và nhân cho này. Phép chia và phép nhân thì các bạn làm từ trái sang phải, ok chưa? Và cái này các bạn viết lại. Rồi 7/2 chia cho 2/4, đây gọi là chia số thập phân cho số thập phân. Thì các bạn quan sát giúp mình cái số chia nè, số chia nè, điểm sau cái phần dấu phẩy mấy số là một số, được chưa? Thì tương tự ở đây cũng một số, bỏ dấu phẩy đi, ok chưa? Sau dấu phẩy một số, đây sau dấu phẩy một số, sau rồi 72 chia cho 24 thì các bạn lấy 24 nhân 1, 24 nhân 2, 24 nhân 3. Thì mình thấy rằng 24 nhân 3 là 70, 72. Vậy hàng ngày sẽ ra là 3, và 72 trừ 72 được không? Ok chưa? Vậy này sẽ ra là 3 nhân x bằng 4/5. Rồi, đây là thừa số nè, đây là thừa số nè, và đây là tích. Bởi đây là phép nhân, vậy muốn tìm thừa số ta lấy tích nè chia cho thừa số đã biết. Thì đây là phép chia giữa số thập phân với số tự nhiên, thì các bạn chia bình thường 4/5 chia 3. Các bạn chia phần nguyên trước, chia phần nguyên trước nè. 4 chia 3 được mấy ạ? 4 chia 3 được 1. Rồi, 1 nhân 3 là 3, 4 trừ 3 được 1. 4 chia 3 được 1, 1 chia 3 không được, được chưa? Hết phần nguyên chưa? Hết phần nguyên thì các bạn phải giúp mình. Sau đó các bạn hạ phần thập phân xuống. 15 chia 3 được mấy ạ? 15 chia 3 được 5. Vậy 4/5 chia 3 được x bằng 1/5. Ok chưa? Rồi, tương tự bài B, thì để giải quyết được bài B thì các bạn phải nhớ đến một cái công thức này giúp mình, đó là A nhân B cộng A nhân C sẽ bằng A nè, A nhân mở ngoặc B cộng C, được chưa? Hai cái tích này có chung chữ A, các bạn mang A ra để phía ngoài, được chưa? Thì tương tự hai cái tích này, các bạn thấy cái chữ gì ạ? X thì mang X nhân mở ngoặc, còn lại là 9/15 cộng nè 2/85 tổng ngoặc lại cộng 48. Khi đây cộng đây thì các bạn cộng bình thường 9/15 cộng cho 2, thì các bạn nhớ đây là phần nguyên, thì tương tự 2 của mình là phần nguyên nè, phải cái dấu phẩy phải tương đồng với nhau, được chưa? 8 5. Rồi các bạn cộng 5 cộng 5 bằng 10, 0 nhớ 1. 1 cộng 8 bằng 9 nhớ 1, nó bằng 10, 0 nhớ 1. 9 cộng 2 là 11, nhớ 1 nữa là 12, ghi 2, hạ 1, phẩy. Vậy 12,00, người ta viết gọn lại là 10, 12, x nhân 10, 12 bằng 48. Vậy x sẽ bằng
48, đây là phép nhân nè, đây là thừa số, thừa số đây là tích. Vậy muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. 48 chia cho 12 được mấy? Các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục, những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi bạn nào có bài tập nào chưa giải được thì cố gắng comment giúp mình nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.